Em xin chào cả nhà, kính chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bác yêu hoa lan. Em lại mời mọi người quay lại với cái vườn lan xanh đẹp nhé mọi người nhé. Rồi em mời mọi người vào chi tiết từng đơn của ngày hôm nay để mọi người lựa chọn ạ. Đầu tiên là hình số 12, hình số 12 hoàng thảo vạch đỏ nhé các bác. Hoàng thảo vạch đỏ, cây thuần đẹp nhé mọi người. Hình số 12 160.000 hoàng thảo vạch đỏ. Rồi, cây thì thuần đẹp rồi nhé mọi người nhé. Đấy. Hoàng thảo vạch đỏ thì có cái thời điểm nó còn được ký tên trong sách đỏ Việt Nam đấy nhé mọi người. Đây là hình số 41, hình số 41 220.000. Đây, cây tơ cây gốc đây này mọi người này, mầm gốc. Đấy, vẫn còn mầm nhỏ để liên tục nhé các bác nhá. Cây thì thuần đẹp. Hình số 41 220.000, hoàng thảo vạch đỏ hình số 41 220.000. Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Một giò nhỏ xinh này các bác này. 2, 4, 6 thân, 6 thân đều nhau và lá xếp đẹp nhé mọi người nhé. Lá xếp đẹp. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Hình số 11, 160.000. Hình số 11, 160.000. Nhìn cái giò lan rất là duyên dáng nhé các bác nhé. Đấy, 6 thân, lá xếp đều nhau mọi người ạ. Hình số 11, 160.000. Tiếp tục hạc vĩ Lai Châu. Hạc vĩ Lai Châu của người dân thuần nhé mọi người nhé. Của người dân thuần. Hạc vĩ Lai Châu hình số 10. Hình số 10 220.000. Hình số 10 220.000. Đấy, thân tơ có thân nó dài mét này các bác này. Đấy. Rất là dày thân nhé mọi người. Của người dân thuần nên cây nhìn nó khỏe lắm nhé các bác. Hình số 10. Hình số 10 220.000. Hạc vĩ Lai Châu. Tiếp tục Long Tu Xuân. Long Tu Xuân. Đấy, cây thì mập đẹp và dày thân nhé mọi người. Rất là dày thân. Long Tu Xuân. Hình số 45. Hình số 45 180.000. Long Tu Xuân hình số 45 180.000. Đấy, Long Tu Xuân thì cho hoa vào Tết đấy nhé mọi người nhé. Toàn thân mập đẹp và thuần năm thứ hai rồi nhé các bác nhé. Đấy. Hình số 45 180.000. Hình số 16, hình số 16 180.000, Long Tu Xuân. Đấy, hai lớp này rất là dày thân nhé các bác, dày di dít đây các bác này. Đấy mọi người, đấy cái bảng này rất là dày thân. Đây là hình số 16 180.000. Long Tu Xuân hình số 18. Hình số 18 cũng 180.000. Đấy mọi người. Thân mập, thân dày nhé các bác nhé, thuần ở bảng gỗ năm thứ hai rồi mọi người ạ. Hình số 18, 180.000. Tiếp tục là một giò hải yến nha các bác. Hải yến cây thuần đẹp. Thuần đẹp này. Bộ rễ trắng tinh, trắng muốt đây này các bác này. Đấy, có 2, 4, 6, 8, 9 thân hải yến nha các bác nhé. 9 thân hải yến cây thuần đẹp. Hình số 43, hình số 43, 230.000. Hải yến hình số 43, 230.000. Tiếp tục là một giò trầm cổ, trầm cổ trầm xưa, hoa chơi Tết và thơm mùi hương trầm nhé mọi người. Hình số 14 250.000, hình số 14 250.000. 2 4 6 7 thân nhé các bác, 7 thân hoa nhé mọi người. 7 thân hoa và các thân nó rất là đều nhau này các bác này. Đấy cái giò lan. Dòng này thì cực kỳ là sai hoa nhé các bác. Hình số 14 100 hình số 14 250.000, trầm cổ. Hình số 15, hình số 15 250.000. Đấy, giò này các thân nó đều rơi vào 50 cm, 50 ngoài 50 cm nhé các bác. Giò này thì có 6 thân, 6 thân đều nhau này các bác này. Đấy, trầm cổ. Hình số 15, hình số 15 250.000. Tiếp tục là Phượng Vĩ, một cái dòng hoa và em khuyên thật là các bác đã chơi lan thì mỗi khu vườn của mình có nên có ít nhất một giò Phượng Vĩ nhé mọi người. Đấy, hoa thì đỏ đậm, rực rỡ và nổi bật một góc vườn nhé mọi người. Phượng Vĩ hình số 32 160.000. Hình số 32 160.000. Giò này thì có
10 thân mọi người nhé. Hình số 32 160.000. Phượng Vĩ hình số 34, 200.000. Giò này thì 15 thân nhé các bác nhé, 15 thân. Đấy, cái dòng này thì chịu nắng nóng, chịu khô hạn cực kỳ tốt nhé mọi người. Có các bác có thể về treo ở bờ rào cũng được nhé mọi người nhé. Cây vẫn phát triển tốt. Hình số 34, 200.000, hình số 34, 200.000. 15 thân Phượng Vĩ nhé các bác nhé. Phượng Vĩ hình số 33, hình số 33 cũng 200.000 nhé các bác, 200.000, 15 thân Phượng Vĩ. Hình số 33 200.000. Tiếp tục Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân hoa chơi Tết nhé mọi người nhé. Kim Điệp Xuân, đấy, thân mập như cái ngón tay cái ú ở đây này các bác này. Đấy, Kim Điệp Xuân hoa thì màu vàng chơi Tết. Đây là hình số 23, 180.000. Kim Điệp Xuân hình số 23 180.000. Hình số 24, 150.000. Đây, toàn thân tơ, thân hoa rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, rất là đẹp này mọi người. Đây là hình số 24, 150.000. Hình số 25, 150.000. Đấy, Kim Điệp Xuân, dày thân chưa các bác, dày thân tơ chưa các bác này. Hình số 25, 150.000. Tiếp tục là Kiều Vàng Lai Châu, hình số 30. Hình số 30, 250.000. Cây thuần nhé các bác, thuần đẹp rồi đấy ạ. Đây, mầm tơ này, lên rất phê. Đây, vẫn còn rất là dày mầm nhé mọi người nhé. Đây là hình số 30, 250.000, kiều vàng. Kiều vàng hình số 31, 300.000. Một di dít mầm tơ này các bác này, di dít mầm gốc nhé mọi người. Đấy, một giò rất là dày thân. Và thuần thì khỏe cây, thuần lâu rồi nhé mọi người. Đây là hình số 31, 300.000. Hình số 31, 300.000. Đấy, Kiều Vàng Lai Châu. Hình số 42, Kiều Vàng. Kiều Vàng 280.000. Hình số 42, 280.000. Rất là dày thân nhé mọi người, cây đều là cây thuần. Tiếp tục Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Thân mập đẹp này mọi người này, thuần ở trên cái chậu đất nung nhé các bác. Giò này thì có 3 thân, 3 thân các bạn. Đấy, cái thân nhỏ thì nó được gần 10 cm và cái thân dài này hơn 20 cm. Thân dài nhất thì gần 40 cm nhé các bác nhé. 3 thân. Hình số 7 380.000, Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Hình số 7, 380.000. Tiếp tục một giò 5 thân. 5 thân, Hoàng Thảo Kèn 5 thân. Đây là hình số 8, 480.000. 5 thân nhé các bác nhé. Hình số 8, 480.000. Đấy, 3 thân to thì đều rơi vào ngoài 20 cm. Và 2 thân 10 cm nhé mọi người. Hình số 48, 480.000. 5 thân nhé các bác nhé. Tiếp tục hình số 4, một giò Phượng Hoàng Lửa đang nụ hoa nhé các bác nhé, đang nụ hoa đây. Và có thêm hai thân già này nó cũng sẽ cho hoa này, cây thì thuần nhé mọi người nhé. Đang gai mắt nụ đây này mọi người này. Đây là hình số 4, Phượng Hoàng Lửa 280.000. Hình số 4 280.000. Hình số 3, cũng 280.000. Đấy, hôm nay em chỉ có hai giò thôi nhé các bác. Hai giò đang gai mắt nụ để cho mọi người chơi hoa nhé mọi người. Và cây thì đây, mầm tơ thuần đẹp nhé các bác. Hình số 3, 280.000. Phượng Hoàng Lửa hình số 3, 280.000. Hoàng Thảo Vôi, một tác phẩm nhỏ xinh nhé các bác. Một tác phẩm nhỏ xinh, Hoàng Thảo Vôi các bác. Đấy, ghép tròn quanh khúc gỗ, cây thì thuần lâu và dày thân này các bác. Hoàng Thảo Vôi hình số 46, 450.000. Một tác phẩm nhỏ xinh nhé các bác nhé. Đấy, ghép thế này đúng là một nên một cái tác phẩm rất là đẹp này các bác này. Hình số 46, 450.000, Hoàng Thảo Vôi. Tiếp tục Kiều Dệt. Kiều Dệt cây thuần đẹp nhé các bác nhá. Kiều Dệt cây thuần đẹp rồi. Ăn nắng ăn mưa tự nhiên, rất là cứng cáp khỏe khoắn. Mầm tơ này các bác này, mầm tơ bằng thân mẹ rồi. Đấy, rất là khỏe nhé các bác nhé. Đây mầm tơ, nó là hàng thuần nhé mọi người.
Kiều Dẹt thì nó thuộc cái dòng đắt đỏ thì mọi người biết rồi nha các bác nha. Đây là hình số 1, hình số 1 380.000, Kiều Dẹt hình số 1 380.000. Ôi, một giò Kiều Dẹt to này các bác này, to dày thân, di dít thân, dày mầm tơ, cây thuần. Đây là hình số 2, hình số 2 550.000. Kiều Dẹt hình số 2 550.000. Hình số 26, hình số 26 phi điệp tím 200.000, hình số 26 200.000, 4 thân phi điệp tím này các bác này. Đấy. Vẫn đi ngọn phà phà đây các bác này, 4 thân nhé mọi người. Đây là hình số 26 200.000, hình số 26 200.000. Có hai cái thân dài này nó chắc rơi vào 50 cm này các bác này. Còn hai thân này là ngoài 30 cm. Hình số 26 200.000. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc, cây thì phê, đẹp, dày mầm tơ, mầm gốc, hoa thì chơi Tết. Hình số 27, hình số 27, 230.000. Đây, mọi người, bộ rễ này, cây thuần rất là đẹp này mọi người nhé. Hình số 27, 230.000, hoàng thảo chuỗi ngọc. Phê nha các bác nhé, hình số 28, hình số 28, 230.000. Hình số 28, 230.000. Rất là đẹp nha các bác nha. Cười đấy, xanh mướt và đẹp. Thân của nó thì rất là độc đáo nha các bác nha. Đây là hình số 28, 230.000. Hình số 6, hình số 6 Hoàng Phi Hạc. Hoàng Phi Hạc 220.000. Cười thuần phê nha các bác. Cuồn thuần ở trên cái khúc gỗ này mọi người. Đấy, chắc là cũng phải sang năm thứ 2 thì cây nó mới đạt, nó mới to được như thế này này các bác này. Đấy, Hoàng Phi Hạc. Hình số 6, hình số 6 220.000. Hình số 6 220.000. Cây to, thân to vật vã nha mọi người nha. Hình số 6 220.000. Hoàng Phi Hạc hình số 5. Hình số 5 220.000. Dày thân nha các bác nha. Dày thân và toàn giả hành to vật vã thôi mọi người ạ. Hình số 5 220.000. Duy nhất một giò kiều tím ngày hôm nay nha các bác. Kiều tím. Kiều tím hình số 47. Hình số 47 320.000. Ghép thuần ở trên khúc gỗ này các bác này. Đây, thân tư này các bác, thân gốc đấy nha mọi người nhá. Thân cho hoa năm nay đấy. Cười quá khỏe nha mọi người. Hình số 47, hình số 47 320.000 kiều tím. Đấy, kiều siêu tím, kiều siêu tím một mặt bông gọi là đẳng cấp nha các bác. Tím líp luôn nha các bác, tím ngắt luôn mọi người. Đấy, kiều siêu tím. Đấy, ghép thuần ở trên khúc gỗ theo dạng bậc bậc này, rất là đẹp này các bác, rất là duyên giò lan nhé mọi người. Kiều siêu tím đây là hình số 21. Hình số 21 750.000. Cái dòng này thì cực kỳ là đẳng cấp rồi nhé các bác nhé. Mặt hoa gọi là tím đậm luôn nha mọi người nhé. Hình số 21 750.000. Hình số 21 750.000. Đấy, cái dòng này thì nó mầm gốc nó cũng đẻ liên tục nên rất nhanh thành giò to các bạn. Toàn thân đẹp nhé các bác. Hình số 21 750.000. Tiếp tục một tác phẩm kiều siêu tím. Kiều siêu tím, đấy, giò này là gọi là tác phẩm rồi nhé các bác nhé. Toàn những khóm rất là to này mọi người. Xanh mướt dày nhé các bác nhé. Kiều siêu tím hình số 22. Hình số 22 950.000. Hình số 22 950.000. Đấy, cái dòng này thì cực kỳ là hiếm nhé mọi người. Hiếm và đắt đỏ nhé mọi người. Hoa thì tím đậm, tím đà luôn. Hình số 22 950.000. Hình số 37, hình số 37 dáng hương đuôi cáo, cáo Lai Châu xịn sò, ba thân này thẳng đẹp nhé mọi người. Như cái thân dài này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá nha các bác nhé. Đấy, thân to này, 7 cặp lá, phê chưa? Ba thân nhé mọi người, ba thân, cây thì thuần đẹp này. Đây là hình số 37, cáo Lai Châu 300.000, hình số 37, 300.000. Hình số 38, hình số 38 300.000. Ba thân rất là đều nhau, cây nào cũng thẳng cũng đẹp nhé mọi người nhé. Hình số 38 300.000. Cáo Lai Châu, cây thuần đẹp, hình số 38 300.000. Tiếp tục là một giò đen rô xuân hoa tím nha các bác, hoa tím. Đây mọi người có thể thấy cái giò lan này nó
rơi vào gần 20 cái thân hoa này các bác này, gần 20 cái thân hoa, thân già cho hoa nhé mọi người nhé. Đây là hình số 39 380.000, đen rô xuân, hoa tím nhé các bác, hoa tím, hoa nở tết mọi người ạ. Đây là hình số 39 380.000. Hình số 40, hình số 40 380.000. Mọi người, hoa chơi tết, hoa bền nhé các bác nhé. Đấy, hoa bền, nó là cái dòng đen rô hoa tím nha mọi người nhé. Đây là hình số 40 380.000, hình số 40 380.000. Đấy, giò này cũng rất là dày thân cho hoa nhé các bác, cũng phải gần 20 phần thân nhé mọi người. Hình số 40 380.000. Tiếp tục đùi gà dẹt Lai Châu. Hình số 36, hình số 36 250.000. Đấy, một giò này các bác, đùi gà dẹt nó dày thân nhé, di dít thân, xanh mướt đẹp nhé các bác nhé. Đây là hình số 36 250.000, đùi gà dẹt Lai Châu. Tiếp tục hình số 35. Hình số 35 cũng 250.000. Đấy, một giò nói chung là dày di dít thân, rất là dày thân, đầy đặn cái giò lan nhé mọi người. Đây là hình số 35, hình số 35 đùi gà dẹt 250.000. Tiếp tục hoàng thảo đơn cam, hình số 9, hình số 9 380.000. Hoàng thảo đơn cam, cây thuần nhé các bác nhé, thuần đẹp này mọi người. Đây là hình số 9 380.000. Ôi, lại là một tác phẩm của đơn cam, tác phẩm đơn cam nhé các bác nhé. Hình số 20, hình số 20 1.200.000. Đấy, tác phẩm đơn cam nhé các bác nhé, thuần trên cái khung gỗ này các bác, toàn khóm đẹp đây các bác. Đơn cam. Đây là hình số 20, hình số 20 1.200.000. Hoàng thảo đơn cam. Đây mọi người, ghép thuần, cây thuần lâu rồi trên cái khúc gỗ này các bác này, gần như là cái cây nguyên bản đấy nhé mọi người nhé. Đấy, mầm tơ rất là đẹp đây các bác này, rất là dày đẹp nhé mọi người, toàn thân đẹp không. Hình số 20, hình số 20 1.200.000, hoàng thảo đơn cam. Tiếp tục hình số 13, hình số 13 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu 230.000. Hình số 13 230.000. Đấy, một bụi nha các bác, một bụi thuần trên cái khúc gỗ này các bác này. Hình số 13 230.000. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. À rồi, video ngày hôm nay thì em xin kết thúc video tại đây, rất mong được sự ủng hộ của toàn bộ cô chú, anh chị và các bác nhé. Rồi em xin chúc cho mọi người buổi tối thật là vui vẻ. Em xin cảm ơn.